Hello mọi người. Hôm nay trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo khá là hay khi chúng ta chỉnh sửa cái file PDF. Thì clip này mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chuyển những cái đánh dấu trang từ một cái file PDF sang một cái file PDF mới. Ví dụ ở đây mình có file PDF gốc. Cái bản gốc này thì nó là chất lượng thấp. Đấy. Thì sau khi mình có một bản chất lượng cao thì mình muốn chuyển hết những cái dấu trang này sang bên này thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào để chúng ta có thể chuyển được cái dấu trang như vậy? Thì chúng ta sẽ dùng một cái phần mềm đó là PDF Bookmark Exchange này. Đó. Thông thường thì các cái phần mềm chỉnh sửa PDF thì mình thấy hình như là nó hầu như là nó không có những cái chức năng là chuyển dấu trang như vậy. Do vậy là chúng ta sẽ phải dùng cái phần mềm ở bên ngoài. Đấy. Thì link tải phần mềm này mình sẽ để ở phần dưới mô tả nhé. Các bạn hãy tìm ở phía dưới đó. Nha. Sau khi các bạn tải được cái file này về, thì chúng ta sẽ phải giải nén cái file này. Ở đây mình sẽ giải nén này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái thư mục mà mình vừa giải nén này. Đó. Và mình sẽ chạy cái file này. Chạy cái file này để chúng ta sử dụng phần mềm. Thì cái file này nó được viết ở trên cái ngôn ngữ Java ấy, thì cái máy tính của các bạn sẽ phải cài cái phần mềm Java. Đấy. Thì cái link hướng dẫn cài Java thì mình cũng sẽ để ở phần dưới mô tả nhá. Thì các bạn xem hướng dẫn rồi các bạn cài Java trên máy tính thì các bạn sẽ mở được cái phần mềm này, được chưa? Đấy. Bây giờ mình sẽ mở cái phần mềm này lên. Đấy. Khi mà nó lên cái bảng này thì các bạn sẽ quan tâm đến hai cái nút, đó là nút load và nút server này. Đó. Và phần mềm này thì nó cũng có một vài cái tính năng khá là hay nhưng mà mình sẽ làm ở trong clip sau. Ok. Bây giờ thì bước đầu tiên là các bạn sẽ phải lấy những cái dấu trang từ cái file gốc này nhé. Thì cái file gốc này thì mình sẽ lấy dấu trang bằng cách ấn vào nút load này. Sau đó mình sẽ tìm đến cái thư mục chính là cái file gốc này nhá, cái file có chứa dấu trang ấy. Đây. Đây. Thì đây là cái bản gốc của mình này. Đấy. Mình ấn open. Sau khi mình ấn open xong thì nó sẽ tự động nó sẽ lấy những cái dấu trang ở trong này. Thì đây chính là những cái dấu trang của cái file gốc. Được chưa? Đấy. Những cái phần phía trên này có cái chữ dấu thăng này thì nó chỉ là cái phần chú thích thôi. Thì không quan trọng lắm, được chưa? Bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ lưu những cái dấu trang này vào cái file chất lượng cao này. File bản mới này, được chưa? Thì chúng ta sẽ ấn vào nút Server. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái file mới đấy. Ví dụ ở đây. Sau đấy thì mình sẽ ấn nút Server. Ở đây thì nó đang báo là cái file này của mình là đang mở. Thế nên là do vậy là mình sẽ phải tắt nó đi. Tắt cái file mới này. Tắt đi này. Rồi. Sau đấy mình ấn nút Server lại. Nhấn vào bản mới này. Nhá. Server. Sau khi mà nó đã hiện như này thì Server thành công nhá. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái bản mới này. Mình sẽ mở nó lên. Đây mình kéo thả vào đây. Đó. Thì bây giờ ở cái phần bản mới này thì các bạn có thể để ý, các bạn có thể thấy là những cái dấu trang ở bên này. Đấy, nó đã chuyển hết sang bên này rồi, được nhá. Nó chia hai không? Đấy. Chúng ta có thể kiểm tra. Đó. Đó. Nó khá là hay, đấy. Rất là dễ dàng, phải không? Với cái phần mềm này. Cái phần mềm này là của người Trung Quốc, người ta viết ra. Thì mình tìm hiểu thì mình chia sẻ cho các bạn. Ngoài ra thì cái phần mềm này nhá,
Còn cái tính năng đó là nếu các bạn có sẵn một cái mục lục như thế này, có một cái danh sách như thế này đấy, thì các bạn có thể biến những cái danh sách này thành những cái mục lục ở phần bên tay trái của mình như này đấy. Thì đấy chính là cái tác dụng của ba cái nút phía bên tay phải này, được chưa? Đấy. Thì tính năng này mình sẽ hướng dẫn ở trong clip sau. Thì các bạn đừng quên đăng ký và like kênh của mình để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn các bạn ở một cái video hữu ích lần sau. Bye.